cả nhà. Hiện tại là em đang có mặt ở xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đây là một câu chuyện rất là kỳ lạ. Cha 56 tuổi mắc bệnh qua đời, thì con trai từ ở phương xa về để thắp nhang cho cha, thì bỗng nhiên con trai lại bị ói máu và được đưa đến bệnh viện. Thì hiện tại là em đang có mặt ở ngay tại nhà của chú 56 tuổi vừa qua đời. Thì ngày hôm nay em đến đây để mà tìm hiểu và chia sẻ cái hoàn cảnh này, mong bà cô chú theo dõi để giúp đỡ cho gia đình ha. Chị nhầm sao với dạ con ruột con nào vậy? Dạ không ra tao đâu có cho á. Thế đó, có ngay là nếu mà nó mất á là nó thẳng là mất trong bệnh viện á. Nhưng mà tại vì mình cứ tiếp hơi bằng tay á để xin về cho em biết đường về nữa, cúng kiến ngày ba em được biết đường về ăn cơm. Rồi về cái như để em sư ổng liệm này kia đó là rất cái ông thảo. Thì về đây là cũng như là đã, hôn mê rồi đó. Đó hôn mê rồi. Đó rồi đó, nhưng mà ừ, vẫn giống như con cho còn đập. Đúng rồi, cho tim còn đập, còn biết nhà cửa để con cháu nó nhìn mặt ừ, nói chung lần cuối. Cho có còn hơi thở để dạ, gặp mặt con cháu lần cuối đó. Dạ, dạ. Chứ về tới nhà rồi mình ra cái phòng máy lạnh đó là mặt mày xinh lè xinh lé hết trơn rồi. Nhìn ra con cháu thế nào? Không nhìn ra. Hôn mê luôn mà, hôn mê đó tỉnh đâu, lúc mà trong bệnh viện giờ là hôn mê luôn đó. Thì tụi em với mẹ em cũng đâu chăm sóc được gì đâu, chỉ có chăm sóc được có 15 phút vào. Tại vì nằm trên phòng hồi sức á. À, chỉ đứng ở vòng ngoài thôi. Dạ. Cha em nằm trên lầu 4, em chỉ nằm ở dưới thôi, lan can ở dưới lầu 2 thôi. Mật khẩu số 2 nha. Chính ra bệnh trong thời gian dài gì đó, vừa làm vừa ấy đó, càng ngày càng nằm. Cái bệnh của cha cũng 10 năm rồi. Sưng. Dạ, sưng lắm. Sưng mà phổi gan đồ hư hết rồi. Cái bữa mà bác sĩ nói em xin về, bác sĩ em chưa về, cái bác sĩ nói là con có 2% mà. Cho em nói giờ 2% là hết cứu rồi, cho em xin về, bác sĩ không cho về nữa. Cho em nói giờ hết cứu rồi, bác sĩ kêu nói là hết cứu rồi, hết chữa được rồi, chị cho em xin về để đây làm cái gì? Để lo đám tang này kia nữa, chứ để vậy thấy xót lắm. Vô trong đó người ta ghim điện rồi ống này kia thấy xót lắm, mà lúc đi vô là muốn ẩm người thân mình về lại thấy xót lắm, thấy cha mình về đi đâu. Đúng rồi, phải ở cho nó về là con xong. Dạ, đúng rồi. Còn nước còn tát á. Dạ đúng rồi. Tới nào mà bác sĩ không còn trị được nữa mới đưa về. Dạ đúng rồi. Mà trị hết được em xin về, bác sĩ chần chừ hoài. Rồi trong thời gian điều trị gì á, rồi gia đình mình có giống như đã đóng đủ viện phí cho bên bệnh viện không? Dạ có đóng đủ tiền thuốc men này kia, là bác sĩ kêu đi mua phải đi mua liền. Để bác sĩ để theo ít chích cái ống á. Để cái ống ngay cổ đây nè, là chích theo cái ống. Rồi cái lỗ mũi thì một cái ống, cái miệng thì cái ống bự lắm. Để thở tiếp hơi mình thở. Rồi cái điện cứ gắn ra hai bên đây nè, để cái tim cho đập. Về tới nhà là rút ra là mất liền. Anh em, anh chị em đông không em? Dạ, có 4 người, mà 4 anh em khó khăn không? Vậy đó em hỏi đó. Đi làm thuê không, không có đất đai gì. Vậy là chị em thì đi làm ở xa hay sao? Dạ ở xa. Thằng em Út thì ở bên Gia Lai. Còn ở vợ bên đó. Còn em thì lên Bình Dương làm. Tại vì hai bên cũng khó khăn, rồi mình đi làm xa gì đó, có tiền chút đỉnh mình gửi về 500 triệu gửi cho cha gì đó, chị bệnh gì đó. Rồi mẹ em cũng đâu làm gì được đâu, cũng bệnh giống cha em. Vậy đó. Khỏi rồi khớp này kia nữa. Vậy là mỗi ngày vậy là ai là người ở với cha mẹ? Có hai ông bà ở. Hai ông bà ở à? Dạ, hai ông bà tự chăm. Tự chăm sóc lẫn nhau. Dạ, đúng rồi. Vậy là con cái là đi có chồng là phải đi theo chồng rồi đi làm xa hết rồi. Dạ đúng rồi, đi làm xa. Rồi con người em Út. Người em Út là ở bên Gia Lai á. Bên đó nó khó khăn lắm, nó có tiền đâu gửi về, nó chỉ lo cho gia đình nó nè. Bây giờ về chưa? Dạ về. Nó đang nè. Nó về cái ói ra máu đó. Đúng rồi. Dạ nó ói máu ra luôn. Ủa sao vậy? Sao vậy kể lại? Em cũng không biết nữa, nó vừa về tới chút là mấy anh YouTube mà anh Thắng rồi đó. Ảnh lại vừa sao nó một xíu đó. Là nó vừa vô thắp nhang xong cái
lại cái nó ôm tim vậy nè, cái hồi nó ọc máu ra luôn. Wow. Trời ơi trời. Hồi nãy mấy anh nó cũng chứng kiến luôn. Vậy đó hả? Dạ mấy anh nó chứng kiến luôn, nó xỉu luôn mà. Cái gì? Trời ơi, rồi, thắp máu ra luôn. Thắp dạ, hương cho cha rồi ọc máu. Dạ. Trời ơi là trời. Tao cho chị đi Sóc Trăng đó bây giờ. Ta có đi bệnh viện chưa? Dạ đi bệnh viện rồi. Là bao nhiêu tuổi vậy chị? Nó sinh năm 2000. Là 24 tuổi. Ừ, 2000. Đúng rồi, 2000. 24 tuổi. Dạ. Con trai hay con gái? Dạ, con trai. Ờ, con trai. Con trai với chú về thấp hơn cái là học máu. Nó về từ đó là từ 2 ngày 1 đêm mới về tới nhà. Dạ. Rồi hàng ngày vậy đó là em trai á, ở bên vợ đó, em trai khỏe không? Cũng nói chung là nó cũng khó khăn, là cũng có gì ăn, là nó cũng ăn lá mì thôi, lá mì với lá đu đủ á. Ủa vậy đó hả? Dạ. À, thường thường sức khỏe trên, nó kém. Dùng trên là giống như có một số hộ như là khó ăn quá là cho nên là chỉ ăn rau cải thôi. Không có nước lọc uống nữa, chỉ là uống ba cái nước giếng, nước này kia cho nó đỡ khát thôi. À. Dạ. Chú là năm nay là chú mất là bao nhiêu tuổi vậy chị? Dạ 56 tuổi. À, 56 tuổi. Dạ. Trời, sao mà con trai là có bệnh hoạn gì không mà sao mà dạ, về thắp hương cho cha lại học máu gì vậy? Dạ không có bệnh hết chứ. Quá lạ luôn. Ngộ vậy trời. Sợ đặng nó ăn thiếu thốn là không có canxi này kia gì đó. À, rồi thêm đi chắc có lẽ là một phần nữa đi đường mệt, nhiều ngày nữa. Đúng rồi mệt nữa. Hằng 2 ngày nó ăn cơm đó. Đúng rồi 2 ngày 1 đêm. Trời ơi trời. Ba đứa con không có ăn một miếng nào, có tiền mua bánh ăn đâu, không có tiền mua nước uống, không có đi xe. Ồ là chắc khó khăn quá rồi, chị chủ yếu là có tiền xe đâu phải không? Điện cho mẹ xin triệu bạc lại. Về để thắp hương cho cha nữa đó. Trời ơi. Về xin tiền mẹ em chuyển đi. Chuyển đi gửi lại, gửi đi cho được 1 triệu. Đúng như là bà con gom góp lại được 1 triệu cái chuyển đi cho để có tiền xe về thắp hương cho cha, cũng như là lo hậu sự cho cha. Đúng rồi. Rồi bây giờ sức khỏe sao vậy chị? Sức khỏe nó cũng hơi yếu mà. Ăn uống gì được không? Dạ chưa có ăn được. Rồi vậy sao mà không để trong bệnh thôi viện máu, ta? Rồi. Bệnh viện đòi chuyển đi Sóc Trăng á, đi bệnh viện lớn á. Nhưng mà ở đây lo hậu sự rồi, ở đây mà đi mất người nó là ở đây là lo cũng hơi mệt. Thì để ngày mai cho em ra 8 giờ nè. 8 giờ là ra rồi, rồi cái em mới đưa em của em đi khám, đi chụp hình luôn, em tự đi luôn. Đi tới đó từ 5-6 triệu bạc. Đúng rồi. Ừ. Đi chụp hình rồi đi ACT nữa. Nó chưa có bảo hiểm nữa. Trời ơi, cái ngặt ở đây á là cha vừa mới mất rồi hoàn cảnh khó khăn nữa, rồi thêm một người con út á vừa về tới nhà cái là bị ọc máu. Dạ. Rồi cái dạng như là cái này là cái trường hợp này là phải nếu mà kia là phải là vô nhập viện chứ không thể để như vậy đúng lâu rồi, được. Đúng rồi. Nó đi chuyện đi Sóc Trăng đó nó không hiểu. Là trời. Không tin nổi luôn ha. Vừa về tới nhà thắp nhang cái là bị ọc máu. Đây là một cái sự việc khá hy hữu, là cũng như từ đó giờ mình đi quay hoàn cảnh chưa từng thấy ha. Em tưởng nó bị sốc, nó bị sốc nó mới vậy. Nói ở đặng ăn cơm với khoai mì không có ăn nó. Lá khoai mì nó đau. Khoai mì nè. Như vậy là cái lúc mà ở trên đẳng là khó khăn là ăn uống không đầy đủ sao. Ở người ta là chỉ đâu có đồ ăn như mình đâu, đâu có cơm, đâu có thịt gì như đó. Khoai đâu đủ khoai mì mình ăn với cơm là vậy đó. Trời ở đâu có thịt cái mình đó. Nọ nó đâu có vợ nó hồi lại đây mấy đợt trước. Có một đợt trước mà cũng có một thời gian rồi. Nhưng không ăn cá, đồ ăn đâu. Không ăn đâu. Việc thì không biết xài nữa. Ở trên đó là kêu bằng ở đâu đi chú? Gia Lai hả? Gia Lai. Thì sinh sống ở đó lâu chưa? Không, quê nó ở đó mà nó qua đây một thời gian mới rủ chồng nó đi ở đẳng. Đẳng làm lại. Rủ chồng đi. Nó có vợ ở đẳng Úc. Có vợ là trên Gia Lai. Ở đây cả nhà ở đây là hiện tại là đang ở Trà Quýt. Trà Quýt mới. Trà Quýt, Sóc Trăng. Nhưng mà ấp Kinh Đào. Ấp Kinh Đào. Ấp Kinh Đào, xã Hồ Đắc Kiện. Lấy vợ ở Gia Lai. Gia Lai. Nó gì? Rồi về chảnh rồi ăn lá đu đủ lá phải vậy không? Kia ở nó đa số ăn là gì? Nhiều. Hai mì mình đó. Ngày hôm nay cá như mình ngày cao. Hay là cha mất rồi đúng không? Cái này là cha anh nhầm sao với ở trong xóm. Chú có thể kể lại cái hoàn cảnh của
chú gì, chú đó tên gì chú mất á? Anh Thành. Chú Thành ha. Ừ. Chú Thành mất thì hoàn cảnh như thế nào chú kể lại. Anh Thành thì rất là khó khăn, nghèo lắm, ở đây ai cũng thương ổng hết trơn, ổng hiền khô à. Yeah. Rồi đi làm bệnh nằm viện xuất viện về là chạy xe ôm nữa, không có nghỉ, ổng mệt hả, cỡ nào cũng gắng đi làm. À. Chạy xe được dành dụng chút chứ, rồi hết bệnh đi làm nữa. À. Không có chuyện nghỉ đâu. Vậy là hàng ngày là hai vợ chồng sống nương tựa nhau. Ờ, nương tựa nhau rồi. Ôm để nuôi vợ. Ờ. Vợ cũng bệnh. Vợ bệnh nữa. Mới đi bả cũng bệnh nằm viện hết một tuần nè mới xuống. Dạ. Xuống rồi tới chồng rồi nằm giờ mất luôn. Bây giờ tới con lại về tới nhà bị như vậy. Ờ bị như vậy nữa. Không vậy. Tụi con toàn nghèo khổ không có đâu con giàu gì đâu. Dạ. Ừ. Tụi nó ở đẳng sanh 3-4 đứa gì đó. Nhỏ xíu à. Ba đứa con nhỏ xíu à. Khó khăn rồi. Ba đứa con rồi. Không vô mà. Giờ à, đặng được có gì ăn đâu. Mình đi qua bản. Cái nhà của chú là bên kia ha. Dạ, bên để qua bản thắp hương. Dạ. Chị là con gái thứ mấy? Dạ thứ 4. Dạ, cho em qua bản thắp hương hay chị? Dạ. Dạ. Mượn đất người ta để che gạp hết chứ. Dạ. Chị. Ồ, nhà mình thấy khó khăn quá hả? Dạ. Hằng ngày là chú làm gì á? Dạ, chạy xe ôm. Chạy xe ôm. Nam Mô A Di Đà Phật. Và đến đây thì cũng xin phép đến đây để chia sẻ một chút xíu hình ảnh bên trong tang lễ của gia đình đó, với cái sự mong muốn là muốn giúp đỡ cho gia đình trong cái lúc này á cả nhà. Ồ. Em cho em xin phép đốt giùm em hai nướng hương. Ồ. Nói ra máu, về tới đây nói ra máu luôn hả cô? Đốt nhang cho cha nó lại rồi ra máu rồi. Ừ. Mấy chú kia lại cũng mẹ thiệt. Sao mà ngộ vậy không biết cực. Nó quá kỳ lạ đúng không thế? Đúng rồi, quá lạ luôn. Bên đây cũng như thay mặt cho chú khán giả đó, khán giả của mình thường hương cho chú một miếng hương, thắp cho chú một miếng hương cầu mong mà linh hương linh cho chú sớm được siêu thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. Chị ở trong gia đình của mình là gồm có mấy anh chị em á chị? Dạ bác bốn, có mình anh em gái là thứ tư, còn em là út, còn anh hai, anh ba. Dạ. Bốn anh chị em mà chắc có chồng có vợ hết rồi hả? Dạ còn anh hai chưa có. Anh hai lớn nhất mà chưa có. Dạ. Anh hai ba mấy tuổi rồi, thấy cha mẹ cực khổ vậy nè, rồi tiền bạc đó ổng cứ lo phụ gia đình vậy thôi, ổng không dám nói vợ. Ờ đây là mẹ ha. Dạ đây là mẹ. Ồ đây là mẹ. Dạ. Chú năm nay là 56 tuổi. Dạ. Rồi chú chạy xe ôm, rồi mẹ hàng ngày làm cái gì, công việc gì? Mẹ khỏe, bữa nào khỏe thì đi hốt phân gà, rồi bữa nào mà bệnh mệt thì đó thì nghỉ, bữa làm bữa nghỉ. Dạ. Nhiều khi cũng đi dọn dẹp nhà cửa người ta vậy đó. Rồi trong cuộc sống của cô với chú rồi có ai ở chung nữa không? Dạ không, chỉ có hai ông bà. Ồ, hai ông bà thôi. Rồi chú mắc bệnh rồi thời gian dài không mà chú mất gì hả chị? Dạ cũng thời gian dài, nằm bệnh viện Châu Thành đây là cũng hai mấy ngày đó, rồi phải chuyển lên bệnh viện Sóc Trăng đó là mười mấy ngày, mà chỉ là lên đó là hôn mê mà không có tỉnh táo gì hết trơn mà. Rồi mất là đưa về nhà là chú còn hơi thở. Hơi thở khi mà đưa từ trên bệnh viện về là chú còn hơi thở. Không có hơi thở, cái đó là tại vì mình tự bóp cái ống oxy đó thôi mới thở thôi. Là cái ngưng thở của cơ thể của cha em là tự ngưng rồi, tự ngưng đập từ lâu rồi. Mà tại em định xin về, mẹ nói là bác sĩ nói là còn nước thì còn tát gì đó, thì mẹ em cứ cho bác sĩ chăm sóc gì đó, tới chừng mà bác sĩ nói giờ còn có 2% thôi, mạch tim phổi này kia gan đồ là bị hư hết trơn rồi, là chết hết trơn rồi, là bác sĩ mới cho về. Quá xót xa rồi. Là cho về đó là phải tự tay mình bóp á, bóp là tự thở rồi đem về đây.
rồi để ông Lục ổng liệm rồi mới lúc đó ổng ngồi thở đó ra. Lúc đó nó ra là cái máy bóp đó ha. Cái chị bóp đó như bỏ gì rồi còn cái máy à? Cái máy gì chị? Cái máy hút đờm mà. Hả? Máy gì? Cái ống máy. Dạ dạ. Để tôi gói lại á. Dạ dạ. Ở đồ đạc của chú để đó. Cái bơm á là người ta kêu em dục, Đây nè, của ổng nè. Cái bơm. Ừ. Cái bình bơm. Cái bình bơm cái đó. Dạ. Bỏ rồi đó cho để. Tao nói cái này đi theo được rồi, đem nó đi theo nó. Cái đó là ổng lấy tiền góp người ta mua đó, 1 triệu là trả người ta 1.2 triệu. Dạ. Để coi qua đây hỏi thăm sức khỏe của chắc em trai của chị gái nãy đó đúng không? Úc đó. Ờ Úc. Ốc máu lại. Dạ. Chính là em hả? Từ ở đâu về mà? Dạ, về từ Gia Lai. Từ trên Gia Lai đi về. Dạ, xã A Vui. Rồi em thắp hương cho cha hả? Dạ, em thắp hương cho cha, em về tới thắp xong rồi em hỏi cho bạn. Trời đất ơi. Trước đó là có bệnh hoạn gì không? Dạ. Bệnh đau gì không? Dạ. Chồng tới không có tiền xe lại đâu, nên mẹ chịu bạn. Cái cuộc sống của em ở trên Gia Lai á, như là ở quê vợ đó, là cuộc sống của em như thế nào? Cuộc sống khó khăn lắm, cơm gạo cũng không có ăn gì đó. Dạ. Hằng ngày vợ chồng em làm gì để nuôi ba đứa con? Dạ, cứ làm có một miếng đất, cứ làm lúa để ăn suốt năm suốt tháng. Miếng đất đã làm lúa mà, lúa đó là mình để bán hay là chỉ để ăn thôi? Để ăn thôi chứ bán không có bán được. Vậy đó hả? Dạ. Một gia vụ vậy là mình kiếm được khoảng mấy bao? 4 bao, 5 bao. Ủa? Cái gì mà mình làm ít vậy? Lúa nó không có giống như lúa mình ở đây. Lúa cao gì. À, một chỉ năm mới được cắt một lần. Vậy đó, rồi để mình chỉ chủ yếu là để ăn thôi. Dạ. Chứ không có bán. Dạ. Trên đó như là rất là khó làm lúa. Như vậy hai vợ chồng mà không có cái công ăn việc làm như vậy thì sao mà nuôi ba đứa con nổi được rồi? Rồi hàng ngày ăn uống như thế nào? Dạ, thì cũng đi thả lưới tìm cá này nọ, ăn qua ngày xong qua ngày. Ai gọi gì đi làm đấy. Như có thí dụ tới hái cà phê thì người ta gọi đi thì đi theo người ta làm. Ở trên đó là dùng núi gì sao ta? Luôn nó cao lắm, một năm là người ta cắt một lần. À, nhưng mà núi trên núi đồi núi, đồi núi. À, bởi vì lúa đâu có làm được như ở đồng bằng mình đâu. Chắc mua gạo ở chợ chắc mắc lắm ha. Dạ, ở đó cũng 1 kg 70-80 nghìn. À, đó là loại rẻ đó ha. Loại mắc cái 20-30 nữa. Trời ơi. Rồi ba đứa con thì lớn hết chưa em? Dạ. À, mấy tuổi rồi? Ngày thứ hai. Ở đây là con đó hả? Mấy đứa con? Đứa lớn nhất mấy tuổi em? Dạ đứa lớn. Đây là vợ hả? Dạ. Vợ. Lớn lắm 4 tuổi. Lớn 4 tuổi. Lớn 4 tuổi. 3 tuổi. Còn nhỏ nhỏ không vậy? Điều chắc là mấy tháng đó. Sinh tại nhà. Sinh tại nhà không hả? Tại nhà có con ngon. Sinh Yến. Sinh em. Sinh tại nhà. Theo đồng bào á, chết thì chết còn ở thu cua gì đó hả? Dạ. Rồi ở ngay khu vực đó là còn chỗ em sinh sống là có trạm y tế gì không? Có, nhưng mà nó có, mà ra từ đây ra tới chữ xe thì nó xa. À, như vậy là nếu mà cái từ cái chỗ mà mình đi ra tới trạm y tế là xa không? Có khoảng mấy cây số em? Là nếu mà mình ra trạm y tế thì nó cũng gần à, mà mình ra tới tỉnh thì nó xa à. Ở trong đó không có chợ, không có gì hết. Rồi. Xung quanh toàn là núi không? Xung quanh toàn núi không? Vậy dạ. Là cái phương tiện của vợ chồng em lên xuống vậy có xe máy đi không? Dạ không, đi bộ không? Đi bộ không? Trời ơi trời. Nói trở lại không có tiền xe lại. Sáng về đây cũng xin tiền mẹ rồi xin tiền anh em cái xe. Vậy đó hả? Người ta có mua bánh, mua gì cho
người ta cho được mấy trăm. Vậy là nghe nói là trên đường về là vợ chồng em với mấy đứa con là không có ăn gì luôn, vậy trong vòng mấy ngày đó? Trong vòng 2 ngày 2 đêm. Trời ơi, rồi hai người lớn á, cha mẹ á, thì có thể là nhịn được, nhưng mà ba đứa nhỏ làm sao em? Dạ, thì có mấy cô ở trên xe người ta thấy tội, người ta mua cho cơm, người nước, người ta cho thêm 200, người 50 gì á, người ta góp cho, người ta cho trên xe. Bây giờ vợ chồng em khó khăn như vậy á, rồi có dự định là về bên Gia Lai ở lại hay là ở lại ở đây với mẹ luôn? Thì em định nếu mà bố mất rồi em phải ở với mẹ. Vậy là vợ chồng với ba đứa con là có thể là về đây là ở chăm sóc mẹ luôn, tại vì nghe nói nãy là mẹ cũng đang bị bệnh nữa. Bây giờ em trai nè, hồi sáng về tới nhà thì bị đột nhiên là bị ói. Ói ra máu. Chắc có lẽ là có một cái chứng bệnh gì đó, cho nên là mình á, sau khi hậu sự của cha xong thì mình cũng nên đi khám và nằm viện đi ha, chứ đừng có để như vậy là nguy hiểm lắm. Mình còn sức khỏe là mình còn làm ra tiền. Nãy đi người ta được chuyển đi xuống Trăng mà em bảo là để làm đám cho bố xong đã rồi mới đi. Đâu đủ tiền vé xe không? Dạ, một triệu ba 50 nghìn mới đủ tiền vé xe. Triệu ba 50. Cho con chịu rồi lên xe rồi nhờ cô chú cũng như thương, thấy thương rồi cho bánh, rồi cho tiền mua bánh, cho mua cơm rồi cho nhỏ, con nhỏ ăn cũng đỡ lắm. Chứ nếu mà không có là mấy đứa nhỏ không biết sao luôn. Người lớn. Quan tài của chú là mình xin hay là mình mua vậy hả chị? Gia đình em mua. Gia đình mua. Mua thiếu người ta. Mua thiếu hả? Là bao nhiêu tiền? Nghe nói 10 triệu mấy gì đó. Tầm khoảng 10 triệu hả? Mà chưa trả người ta hả chị? Dạ chưa, nghe nói là để làm xong rồi đám vay tiền như thì mình lấy trả anh ta. Còn nếu mà không đủ thì đi đầu này đầu kia mà lấy trả. Dạ đúng rồi. Xong đám rồi mình cũng phải trả cho người ta. Mua rau cải rồi đồ ăn này kia rồi đó, thịt đó cũng đi mua thiếu người ta nữa. Xong đám mới là coi chi nhiêu hết nhiêu rồi mấy người anh em đó tự người nào tự đi kiếm tiền được mượn được thì cứ gom góp lại rồi hùng mẹ trả cho anh ta vậy đó. Cái nhà gia đình 9 triệu hả? Nhìn thấy cái cuộc sống rất là khó khăn luôn. Bây giờ làm đám thì phải kiếm tiền trả tiền hàng nữa. Rồi bây giờ tiền hàng nữa rồi tiền tùm lum thứ tiền luôn. Rồi bây giờ người em Úc đó, là người con Úc đó, bị bệnh nữa. Bệnh gì mà không có tiền khám nữa? Tại vì nó nhiều lúc bác sĩ rồi đưa đi vậy đó, nó khẳng định nó không đi. Tại vì nó thấy gia đình khó khăn vậy rồi, một lớp rồi đám tang cha rồi nó đang vậy nữa, nó sợ gia đình gầu lo nữa, nó không dám đi. Nếu mà nó đi là nó nằm viện đẳng, không có ai lo nữa. Tại gia đình bên đây lo bên đây hết trơn rồi. Rồi đi đẳng là tiền bạc đâu chị. Để mai có gì thì đưa cha ra đi rồi, đi chùa xong rồi mới dẫn nó đi khám lại mới biết được. Chứ không có nó thấy nó bệnh gì mình không có bỏ mặc nó được. Chứ rằng là mình khó khăn thiệt, mình cũng phải đem em mình đi trị. Chứ để mà nó nặng hơn nữa khó lắm. Nặng lắm. Bởi vì để nặng là khỏi chị không có được luôn á, bệnh mà đầu tiên rồi mình phát hiện sớm thì mình phải đi trị, mà đến cái lúc mà thấp hương như cha mà ói máu là chắc là cũng nặng lắm rồi đó. Lần đầu em cũng mới thấy nó bị vậy luôn á, chứ hồi sống giờ đâu thấy đâu. Trời đất ơi. Chắc là cái cuộc sống ở trên đó là khó khăn, rồi thêm là ăn uống không đầy đủ, rồi dẫn tới cái sức khỏe nó bị hao hụt quá, rồi dẫn tới bệnh. Rồi nhà cửa của mình rồi sao mà cái cây ngang đâu mất tiêu rồi chị? Cái ngang nó bị sụp à. Đỡ bằng cây sắt vậy đó hả? Dạ, nó bị sụp hơn năm nay rồi. Mưa lúc mà dột tùm lum hết trơn. Dột không có chỗ ngủ luôn á. Đó cả nhà thì đến đây thì cũng
tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình đó, thì cũng anh qua kênh anh Bagina TV á, thì cũng giới thiệu hoàn cảnh cũng như cho anh em biết á, rồi đến đây để mà chia sẻ rồi kết nối. Thì với cái sự mong muốn của em á, là em cũng hy vọng là kết nối để giúp đỡ cho gia đình trong cái lúc mà chú mất, rồi con trai lại hối ra máu nữa. Thì em cũng hy vọng là ông bà cô chú Mạnh Thường Quân mà xem được á, thì cùng chung tay giúp cho gia đình chị tên gì? Dạ em tên Hoàng. Dạ. Thì đến đây em cũng xin phép Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình một chút ít tấm lòng yêu thương của Mạnh Thường Quân để lo nhang khói cho chú ha chị. Đầu tiên là có cô Mai, cô Phượng Việt Kiều Mỹ là gửi 500.000. Tiếp theo nữa thì có một chị gái giấu tên xin gửi 1.000.000 thì em cũng gửi cho chị luôn ha. Dạ. Cho em gửi lời cô chú mà các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình em lúc mà khó khăn như vậy, em cảm ơn. 500.000, ở đây là 500 ha. Dạ. 1.500.000 gửi cho gia đình để cho gia đình có cái chi phí lo nhang khói. Nghe nói mà em trai mà không có tiền 1.000.000 để đi về tiền xe mà phải mượn hả? Phải mượn rồi gửi lên trển rồi mới có tiền đi về. Mấy cô gần đây nè, trong xóm là ta cho người 100, 200 rồi đó. Cái gom góp đủ cái tiền số tiền xe mà thằng bé này về á, là em gửi về lên cho nó luôn, gửi thẳng tài xế luôn mà. Tại nó lên là lên thiếu nữa. Là 4 đứa con hả? 3 đứa. Mà trong khi đó mà tiền xe 1.000.000 mà không có rồi làm sao mà chăm sóc 3 đứa nhỏ rồi cho nó ăn uống hay là sữa tã gì trời. Thì ta thấy tội nghiệp vậy đó, ta mua này kia cho nó ăn uống gì đó. Dạ. Thì cũng đến đây thì cũng xin chia buồn với gia đình ha. Dạ. Thấy đám gì mà cũng không có ai vắng vẻ hay gì. Giờ thì người ta đang đi làm tới chừng chiều có cỡ 5-6 giờ mới có khách. Dạ, dạ. Dạ, khách lại lai gai rồi hồi tối người ta cũng ở đây chơi cũng chia buồn, cũng tới sáng người ta mới về đi làm. Dạ. Mình mất hồi lúc mấy giờ hôm qua? Dạ, hôm qua 10 giờ. 10 giờ sáng hôm qua. Dạ. Cả nhà thì đến đây thì cũng trợ duyên tấm lòng của Mạnh Thường Quân á, thì em cũng xin thay mặt quý khán giả quý Mạnh Thường Quân, xin thay mặt gia đình cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều ha, đã giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn á. Cái mà cái thân trắng mà đội tan á, cũng mấy cô chú cũng góp tiền mua cho. Dạ, cô chú. Chị không có ở chung với cha mẹ hả? Dạ không, em cũng đi làm xa rồi. Nếu mà mình ở chung rồi cũng đâu có tiền đâu. Ở gần đây không chị? Em có chồng ở Vũng Tho mà đi làm ở Bình Dương á. Có thường về thăm gia đình không? Dạ có, nghe bệnh là em cũng chạy về đó. Có tiền không có em cũng phải về, có tiền xe em cũng phải về đó. Chị cũng có căn nữa hả? Dạ đúng rồi. Trong gia đình thì con cái ai cũng khó khăn, ai cũng khó khăn hết. Nghe được mà thấy rất là đau lòng luôn. Chú mất cái bản cáo phó đâu không thấy hay gì? À bên đây hả? Bên cửa. Ở đây cáo phó, ở đây đây là ông Nguyễn Văn Thành. Nguyễn Văn Thành từ trần vào lúc 9 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2024, hưởng thọ là 56 tuổi, nhập quan vào lúc 3 giờ hồi ngày hôm qua. Để đồng quan. Còn ngày mai ha, lúc 8 giờ ngày 27 tháng 8. Linh cũ là được di quan đến chùa Trà Quýt, chùa mới. Nam Mô A Di Đà Phật. Đến đây cũng xin chia buồn với gia đình đó. Thì đến đây thì có lẽ là em cũng kết thúc video tại đây ha. Xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại.